Cho em hỏi cách nhận biết thị trường sắp có giải chấp. Câu này khó. Chúng ta đừng có nghĩ phải có điều kiện khỉ gì hết. Thị trường giảm mạnh là có giải chấp. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, coi thứ hai mai mốt ba cái cổ phiếu rác, những cái cổ phiếu tạm gọi là rác đi ha, nhưng không nên nào gọi nó là rác, nhưng mà tạm gọi là rác đi. Rồi cái nhóm ngành bất động sản chịu áp lực rất lớn, áp lực rất lớn. Còn cái ý cuối cùng á, thì nó có những cái con số trên thị trường chứng khoán. Nhiều, ví dụ như hôm nay có vài trăm khách hàng phải call, bị call. Thì call thì thông báo, thường thường cái khách hàng ta tự xử lý à.